Thủy điện chiếm 35% tổng công suất nguồn điện hiện tại của Việt Nam. Việc năm nay nước về chậm, nhiều hồ thủy điện đang chịu cảnh nước cạn trơ đáy, khiến công suất giảm tới 90% so với mọi năm. Thủy điện Thác Bà có công suất hơn 120 MW với 3 tổ máy, nhưng từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đã phải dừng 2 trên 3 tổ máy phát điện do thiếu nước. Tổ máy số 3 với công suất 40 MW nhưng chỉ hoạt động ở mức tối thiểu đạt 15 MW một giờ. Đây là lần đầu tiên nhà máy thủy điện Thác Bà phải dừng hoạt động của hai tổ máy do thiếu nước. Do hai tổ máy phải dừng phát điện, tổ máy số 3 hoạt động ở mức tối thiểu. Vì vậy, trong tháng 5, sản lượng điện của nhà máy chỉ bằng 1 phần 10 so với cùng kỳ của năm 2022, chỉ đạt 2 triệu kWh, trong khi tháng 5 năm 2022 là 20 triệu kWh. Từ ngày 1 tháng 6 là hồ Thác Bà là đã dưới mực nước chết, thì công ty đã chủ động là dừng hai tổ máy bất khả dụng, không phát. Sau đó là đối với ba tổ máy, chúng tôi lựa chọn đến một tổ máy là tổ máy số 3, là tổ máy mà có các cái đặc tính vận hành tốt hơn hai tổ máy kia, là sẽ duy trì cái tổ máy đấy để phát tối thiểu, phục vụ hai mục đích. Mục đích thứ nhất là duy trì phát tối thiểu để có nước cho hạ du, đảm bảo tưới tiêu cho hạ du. Mục đích thứ hai là đưa dần mực nước hồ lên, không chạy ba máy nữa mà đưa dần mực nước hồ lên trên mực nước chết, cũng đồng thời là để đảm bảo theo cái mực nước tối thiểu theo quy trình điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng của Thủ tướng. Khó khăn chồng khó khăn khi dự báo những ngày tới, lưu lượng nước về hồ khó cải thiện. Đáng nói, nếu mức nước về hồ tiếp tục xuống thấp, dưới 45 mét, nhà máy sẽ phải dừng hoạt động toàn bộ. Lúc này, vừa sản xuất, đơn vị vừa lo kiểm tra mức nước về hồ, đồng thời bảo dưỡng máy móc thiết bị. Đây là những khó khăn của các kỹ sư nhà máy khi phải vận hành nhà máy trong bối cảnh mực nước hồ thủy điện xuống dưới mực nước chết. Đối với lại cái tình hình mà thủy văn như hiện nay thì thực sự là chúng tôi cảm thấy là chưa bao giờ khó khăn và căng thẳng hơn như lúc này. Thì nhất là đối với bộ phận vận hành thì anh em vận hành phải tăng cường cái tần suất mà đi kiểm tra thiết bị để mà ngăn ngừa cái sự cố có thể xảy ra. Và một số các cái thiết bị thì với cái mực nước chết thì nó đã nằm ngoài cái giải mà có thể hệ thống có thể hoạt động được tự động. Do đó là anh em phải trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra giám sát thiết bị tại chỗ và một số các thao tác phải thực hiện bằng tay. Đến nay, có 9 hồ thủy điện ở mực nước chết và 11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng điện, là một trong những nguyên nhân khiến miền Bắc sẽ thiếu khoảng 4.350 MW điện.